Hello, hôm nay lại về thêm mẫu áo kiểu trung tính và không kén nam nữ nha. Cái này các bạn có thể mặc cặp được nè ha. Áo phản quang nha, logo là phản quang và sau lưng nó có cái logo to nữa. Đó, hiện tại là do đứng ngoài trời cho nên không thấy nó rõ phản quang nha. Nhưng mà hình in của nó là ánh ánh 7 màu nè. Đó, khi mà các bạn vào bóng tối á, thì nó sẽ phản quang lên ha. Màu trắng phía sau lưng nó cũng có cái logo luôn nha. Trắng đen, các bạn có thể chọn cùng tông màu mặc đen đen, trắng trắng hoặc là trắng đen như vậy nè, nhìn nó cũng rất là hay nha. Form là kiểu dáng trung tính ha, dạng oversize nha. Mẫu này là không kén số ký người mặc ha. Các bạn nào mà 50-55 kg thích mặc rộng rãi thoải mái như mình thì cũng có thể chọn mẫu này nha. Mình mặc chiếc quần tròn ở trong thì như là một chiếc áo giấu quần, còn không thì mình có thể xếp một tí lên gì nè. Đó, nhìn nó cũng rất là hay nha. Mẫu này đặc biệt ở đâu? Kiểu dáng đơn giản thôi nhưng mà cái logo này là nó phản quang nha. Phản quang hiện tại đang rất là hot luôn. Hiện tại là do mình đứng ở ngoài trời, ánh nắng mặt trời cho nên không thể thấy được cái sự phản quang, nhưng mà các bạn thì mua hàng các bạn có thể test được là khi mà mình lấy điện thoại mình dọi đèn flash vô, quay ngược mình dọi đèn flash vô, các bạn thấy ánh ánh 7 màu không? Đó, và khi mình vào bóng tối thì nó sẽ phản quang lên, phản quang nó đổi cái chữ này lên ha. Phần trước ngực cái logo của nó cũng là phản quang luôn nha. Đó, mẫu này hiện tại về là có hai màu trắng và đen ha, trắng và đen 70-80 kg. Mình nghĩ cái này chắc cỡ 70-75 kg hay 80 kg thì chắc là mặc hơi cơm, do là vải nó co giãn ít, nó không có co giãn nhiều nha. Các bạn có thể mặc cặp ha, kiểu dáng rất là trung tính nha, có thể mặc cặp với người yêu hoặc ông xã cũng được ha. Màu trắng nha, cái này là trong bóng tối thì nếu mà có ánh đèn rọi, tại vì ở trong đây là nó không đủ tối ha. Cái này là khi mà các bạn đi bar hay club gì á thì những cái ánh đèn tia tím thì nó sẽ phản quang nhiều hơn nha. Đây, độ phản quang nha. Cái này là khi mình ở trong bóng tối và có ánh đèn rọi vào thì nó sẽ phát sáng ha, phát sáng ra 7 màu, rất là đẹp. Nè, và khi tắt đèn đi thì nó sẽ không thấy nha. Phải có ánh đèn rọi vào thì nó sẽ phát quang lên ha.